Nhật Bản được xem là cái nôi công nghệ, là nơi sản sinh ra những sản phẩm đáng tự hào được cả thế giới tin dùng. Nhắc đến Nhật Bản là nhắc đến những thương hiệu lừng danh với tuổi đời cả trăm năm như Sony, Toshiba, Panasonic, Mitsubishi, Toyota. Thậm chí đã có thời kỳ người Việt lưu truyền câu nói nét như Sony, phẳng lì như Panasonic để nhấn mạnh sự thần kỳ của các sản phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào. Nhiều gia đình Việt khi đó còn dùng cả cây vàng để mua TV, xe máy Nhật vì độ bền và chất lượng cao của những sản phẩm mang nhãn mác Nhật Bản. Xin chào các Gen Z là tín đồ của đất nước mặt trời mọc. Mình là Thu Trang. Vừa rồi, chúng mình cùng nhau được chiêm ngưỡng quốc gia nằm trong top đầu thế giới về công nghệ cao và đổi mới. Chính vì vậy, từ lâu, du học Nhật Bản là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Giấc mơ được đặt chân tới xứ sở hoa anh đào, giấc mơ được học tập và làm việc tại một nền giáo dục tiên tiến, phát triển bậc nhất châu Á. Thấu hiểu được giấc mơ đó và mong muốn giúp các bạn học sinh có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại tại Nhật Bản, Tập đoàn Giáo dục Atlantic đã đàm phán và triển khai rất nhiều chương trình du học Nhật Bản dành cho học sinh Việt Nam. Nào, chúng mình cùng tham gia học bổng JSE 2022! Các bạn biết không, học bổng JSE bao gồm 4 kỳ thi học bổng uy tín đã được hơn 50 thầy cô đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh thành và các trường trung học phổ thông khảo sát và thẩm định qua nhiều chuyến công tác từ năm 2014 đến 2019 về những ưu điểm vượt trội của JSE so với học bổng của quốc gia khác hoặc chương trình học tập khác. Chỉ thi một lần duy nhất, nhưng thí sinh có cơ hội nhận được giấy báo nhập học của tối đa 50 trường đại học cùng một lúc. Điều này mở ra cho các thí sinh vô vàn sự lựa chọn về nơi học tập, làm việc, sinh sống trên khắp đất nước Nhật Bản. Đề thi bằng tiếng Việt và bám sát chương trình học trung học phổ thông ở Việt Nam, không yêu cầu học sinh phải biết tiếng Nhật vì trường cung cấp chương trình học khóa tiếng dự bị đại học tích hợp với chương trình đại học, tối ưu hóa thời gian cho sinh viên. Học bổng hấp dẫn lên đến 100% suốt 4 năm học chuyên ngành lên đến 800 triệu đồng. Khối ngành học hot và đa dạng từ kinh tế, văn hóa, xã hội, công nghệ, truyền thông, tâm lý, y, dược cho đến các ngành kỹ thuật, nghệ thuật, mô hình học tập hiện đại với trang thiết bị, máy móc mới nhất, cùng chương trình giảng dạy thực tiễn qua hình thức hội thảo và luyện tập dự án. Kỳ thi đầu tiên trong học bổng JSE chính là học bổng Soshi. Chúng ta hãy cùng nhau vi vu tới một thành phố an toàn số 1 Nhật Bản được mệnh danh là thành phố 30, không động đất, không sóng thần, không nhà máy điện hạt nhân. Đó chính là thành phố Okayama, nơi Trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương IPU đang tọa lạc. Triển khai tại Việt Nam đến năm nay là năm thứ 10, nhưng sức hút của học bổng Soshi với các bạn học sinh Việt Nam yêu mến khối ngành quản trị kinh doanh không hề hạ nhiệt chút nào bởi nền giáo dục tiên tiến của trường quốc tế trẻ, năng động và chế độ mentor tận tâm 1-1 trong suốt quá trình học tập. Sau thành công tại Trung Quốc, Philippines, Hồng Kông, học bổng JPUE đã ghé thăm Việt Nam bắt đầu từ năm 2020. Đây là kỳ thi đánh dấu sự hợp tác của tập đoàn JCA Nhật Bản, tập đoàn giáo dục Atlantic và 50 trường đại học hàng đầu ở ba miền Bắc, Trung, Nam Nhật Bản như Đại học Tokyo, Musashino, Khoa học Kyoto, Meiji, mở ra cho thí sinh rất nhiều sự lựa chọn về ngành nghề từ kinh tế, xã hội, tâm lý, công nghệ thông tin cho đến y dược. Quá tuyệt vời phải không các bạn? Thành lập như một trường đại học đào tạo máy tính đầu tiên ở Nhật Bản, KCG mang sứ mệnh đào tạo kỹ thuật viên xử lý thông tin giàu tính sáng tạo có thể gánh vác thời đại, luôn lấy người học là trung tâm để áp dụng phương pháp đào tạo phù hợp nhất để sinh viên có thể phát huy tối đa khả năng của bản thân mình. Những bạn yêu thích khối ngành điều khiển ô tô, kỹ thuật máy tính và công nghệ thông tin đâu rồi ạ? Đừng bỏ lỡ ngôi trường này các bạn nhé! Những bạn nào muốn thử sức mình với kỳ thi truyền thống EJU thì chắc chắn không thể nào bỏ qua ngôi trường này rồi. Được mệnh danh là cái nôi đào tạo những anh tài thi đỗ vào đại học top đầu Nhật Bản như Đại học Tokyo, Đại học Osaka, Đại học Meiji, Sendagaya cung cấp cho học sinh chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Nhật đỉnh cao cùng giáo trình ôn luyện các môn toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội bằng tiếng Nhật chuyên sâu. Nghe thôi mà tôi thấy háo hức muốn tham gia ngay lập tức rồi đây. Chắc chắn rằng các bạn đang rất tò mò không biết mình cần những điều kiện gì để có thể tham dự kỳ thi học bổng hấp dẫn này. Hãy sẵn sàng ghi nhớ nhé! Bạn đang là học sinh lớp 12, trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc đã tốt nghiệp các cấp học này khoảng trống không quá 2 năm. Học bạ,
bảng điểm trên 7,0. Đến với kỳ thi học bổng JSE 2022, các bạn thí sinh sẽ trải qua 2 vòng. Vòng 1, vòng thi kiến thức. Ở vòng này, các bạn sẽ trải qua bài kiểm tra năng lực môn toán bằng tiếng Việt và môn ngoại ngữ, lựa chọn giữa tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Vòng 2 là vòng phỏng vấn. Lúc này, các bạn sẽ phỏng vấn với một hoặc nhiều trường đại học tùy vào chương trình học bổng mà bạn lựa chọn ban đầu. Vậy là sau 2 vòng thi, thí sinh sẽ biết chính xác kết quả học bổng của mình được mức nào, từ 30 cho đến 100% nhé các bạn. Một kỳ thi quá tuyệt vời và đáng để thử sức phải không các bạn? 50 bạn đăng ký đầu tiên sẽ được tặng quà tổng giá trị lên tới 13.900.000 đồng, một lần thi thử IELTS trị giá 400.000 đồng, một buổi tư vấn định hướng nghề nghiệp với nhân số học trị giá 2.000.000 đồng, và có thêm một món quà đặc biệt, combo 3 bí kíp thần kỳ giúp bạn 100% đạt học bổng trị giá 11.500.000 đồng. Vậy bộ combo 3 bí kíp đó là gì? Công nghệ luyện thi và phỏng vấn có 102 AITC, phép màu viết luận và chuẩn bị hồ sơ ATED, kỹ năng biến hình đỉnh cao SELR giúp chinh phục trái tim nhà phỏng vấn. Quá nhiều ưu đãi, tội gì mà không thử sức các bạn ơi! Hãy nhanh tay truy cập Facebook Du học gạch ngang Atlantic hoặc Học bổng Atlantic hoặc Học bổng không khó để biết thêm thông tin chi tiết về kỳ thi học bổng cũng như bắt đầu khai hồ sơ online. Hoặc siêu tốc hơn nữa là liên hệ ngay với số hotline 0933 3535 38 để trở thành 50 thí sinh đầu tiên nhận được quà tặng combo 3 bí kíp thần kỳ giúp săn học bổng bách phát bách trúng nha. Chúc cho các chiến binh của chúng ta thi thật tốt, đạt kết quả học bổng cao và hẹn gặp lại các bạn tại đất nước Nhật Bản.